Xin kính chào quý vị anh chị cô bác nha. Thì hôm nay em giờ này cũng gần 7 giờ em còn bón với số ngoài đường nữa nha anh chị. Rồi hôm nay là ngày mai á là số em nó ít nha anh chị. Thứ 6 là số em ít lắm, mà học chị em bón máy sắp đầu em được 70 tờ, mà em bón máy sắp đầu để coi 1 2 3 4. Vậy em bón được một sắp rồi nha anh chị. Mình bón được một sắp nha anh chị. Rồi thì ngày mai á, là cái đài Gia Lai này, ngày 17 tháng 3 nha anh chị, 17 tháng 3 đó, Gia Lai đó, số là 086659 rồi, Gia Lai nha, 028081 073 972 067 890 011508 050 317 045 444 032 763 094 135 đó. Còn cái số này là cái đài Ninh Thuận hay quý vị 20 tờ là 098824 nha anh chị. Ngày 17 nha anh chị. Ngày 17 đây. Ngày 17 tháng 3 thứ 6. 098824 20 tờ. Rồi. Sáng em bón chuối luôn nha anh chị. Đây chuối đây hồi chiều mới chẹt nè. Đó, em bón là để 12 một ký, nhưng mà nếu mà khách chọn 11 ngàn em bón luôn nha anh chị. 11 ngàn là bón luôn. Chuối chín cây này, đó, chạc nước còn nhỏ nhỏ này. Chín cây luôn, chín cây luôn nha quý vị. Chuối ở vườn người ta đó. Người ta biểu mình mua về bón. Đó. Nha quý vị. Rồi. Rồi đây là cái số mà Zalo các bọn mà thường thường em đưa lên cho anh chị mình xem đó. Ngân hàng Adibank 451220 527322 Viên Ngọc Tài 0968634712 nha anh chị. Anh chị nào mua thì các bọn Zalo với em nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị theo dõi video của em nha. Chúc cho quý vị một đêm ngủ ngon để ngày mai chúng ta làm việc, và chúc quý vị phát lộc phát tài, may mắn trúng số nha anh chị. Ngày mai số em ít đó. Ngày mai sáng mai thì em sẽ có số, có thể là có số là của ngày ngày máu nha anh chị, thì em sẽ trưng ra luôn cho nó nhiều hơn chút dễ coi. Còn ngày mai mấy bao nhiêu số thôi đó, cái đài này ngày mai ít số nha anh chị, nay ít nha anh chị. Rồi do like nha anh chị. Rồi em cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của em nha. Anh xin chào và cảm ơn quý vị anh chị nha.